Xin chào bà con nông dân các bạn, hôm nay là cùng mang đến chào quý vị. Hôm nay là chúng tôi quay hình ảnh những đó là máy xúc xích nha các bạn. Hôm nay những cho các bạn chụp đường mương lắp, thầy cho mọi người mình đắp bờ chụp đường mương giữa. Rồi, chuẩn bị đường mương giữa nha các bạn. Rồi, xong chụp đường mương giữa nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Máy xúc máy xích hôm nay là chụp đường mương giữa nha các bạn. Đây chụp mà có đường mương giữa các bạn. Hôm nay thầy mình quay máy xúc máy xích nè các bạn. Thì cha máy cày năm nay hình như đang đến rồi các bạn ơi. Chết mẹ rồi, hình như hôm nay mình quay cũng là trễ các bạn. Hôm nay những mình sẽ quay máy xúc máy xích nha các bạn. Hôm nay những đang chụp cái đường mương giữa các bạn. Hồi nãy máy cày chút xíu nó lên rồi các bạn. Đây là cháu máy cày của ông Lộc các bạn. Hôm nay những hồi nãy nhà lắc chút xíu nó lại tới rồi các bạn. Nè các bạn thấy không, hôm nay mấy cái đường mương thì năm nay không có đắp bờ gì luôn. Bây giờ mình phải để lại các bạn. Trong đó mà một trên với cái chiếc máy cày các bạn. Hôm nay mình chút xíu lại tới nha các bạn. Chết mẹ rồi, máy cày làm sao đắp bờ được. Chết mẹ rồi, làm sao không kịp ai đây các bạn. Chắc giống này chắc máy cày của anh Lộc các bạn ơi. Chết mẹ rồi, này hình như không kịp rồi các bạn ơi. Chụp đường mương giữa không có kịp gì luôn. Còn dưới bên đây các bạn, xe chút xíu lại lên các bạn. Rồi, tiếp tục ghé lại các bạn. Coi chết rồi các bạn ơi, máy cày đã đến rồi các bạn. Trời ơi, TS3110 hôm nay máy cày chút xíu đã đến rồi các bạn. Rồi, sẵn sàng các bạn ơi, máy xúc máy xích chuẩn bị sẵn sàng chụp đường mương giữa các bạn.
chết bà rồi, hình như máy cày hôm nay đã đến rồi các bạn. Tranh thủ chụp từ mương giữa nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Chiếc máy xấy xích chụp từ mương giữa các bạn. Đây sẽ mình quay tòi đẳng nha các bạn. Thời gian bắt đầu các bạn, hôm nay mình quay đầu các bạn. Hồi nãy hình như chiếc máy xấy xích, hồi nãy nghe máy cày á, máy cày đã đến các bạn. Hôm nay mà người chụp mà xéo hội máy cày đã đến các bạn, đã xuất hiện luôn. Rồi ghé lại các bạn. Rồi chụp các bạn. Rồi hôm nay mình hái nắng rồi các bạn ơi, hôm nay là do bão, bây giờ mình hái nắng rồi các bạn, nó lên rồi, nó cần 1 giờ trưa các bạn. Các bạn thấy không, hôm nay mình lại đặng những cái mình quay cái chiếc máy cày TX3110 các bạn, nhưng mà hồi nãy sau khi máy cày đã đến á, mọi người hồi nãy đã xuất hiện luôn. Cho mấy khách mọi người tham gia mình mốt xe đất nha các bạn. Thấy hình không? Dạ. Thấy không? Thấy mà. Ừ. Sao không thấy gì nữa vậy? Rồi đang xử lý cái máy ruộng các bạn. Này đường mương giữa các bạn ơi. Hôm nay những hồi nãy máy cày đã đến thì mình coi chiếc máy xấy xích nha các bạn. Các mọi người đang chờ nha các bạn. Đây là khoảng nửa công đất nha các bạn ơi. Hôm nay những không còn máy cày vì thấy là hình như nãy mới xuất hiện rồi các bạn. Bây giờ gặp chiếc máy xấy xích nha các bạn. Nãy chiếc máy cày đã xuất hiện các bạn. Mấy bà con năm nay rất kinh nghiệm các bạn. Hôm nay những cho với khách mọi người các bạn. Rồi chụp từ mương giữa các bạn. Nè hôm qua hồi nãy máy cày đã xuất hiện các bạn, nhưng mà thấy hồi nãy nó chụp rồi xong á. Nhưng mà hồi nãy máy cày xuất hiện rồi xong.
nước mênh mông các bạn. Hôm nay mình hồi nãy do mưa bão thì bây giờ nãy nước nó lên rồi các bạn. Tiến lắp mẹ cái máy cài rồi các bạn ơi. Nó lắp máy cài các bạn. Wow, nó lắp máy cài rồi các bạn ơi. Không nhìn thấy chiếc máy cài luôn. Xin đón quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi những hãy nhớ đăng ký YouTube của kênh Lâm Gia 300GB áo dài học sinh mới nha. Hôm nay hồi nãy cho mình quay, hồi nãy mới lại chân thành rồi xong á, là xuất hiện dưới đây là cho các bạn mọi người cùng đón xem nha. Chúng tôi mình xin tạm dừng, kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.